Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: "Ông này thật là tiên tri." Kẻ khác nói: "Ông này thật là Đấng Kitô." Người khác nữa lại nói: "Đấng Kitô xuất thân từ Galilea sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói Đấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi David và từ làng Bethlehem quê hương của David?" Vì thế dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Ngài. Trong số đó có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hành đến với các trường tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: "Tại sao các người không được nó tới?" Các người thừa hành thưa rằng: "Chẳng hề có ai nói như người ấy." Các người biệt phái trả lời rằng: "Chớ vì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái có ai trên người ấy đâu? Chỉ có lũ ốm nặng, nó không biết gì về lề luật." Nicodemo là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ nói với họ rằng: "Chớ vì luật của chúng ta có nên án ai mà không nghe họ hoặc không biết rõ họ làm gì không?" Nhưng họ trả lời rằng: "Hay ông cũng là người Galilea? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilea." Sau đó ai về nhà nấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý công đoàn phục vụ rất thân mến, lời Chúa chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy Chúa Giêsu đang muốn hỏi các môn đệ cũng như những cái quan niệm của dân chúng về Ngài. Người ta bảo con người là ai? Các tông đồ dĩ nhiên xác nhận Thầy là con Thiên Chúa đấng hằng sống. Và từ đó chúng ta liên hệ đến đời sống của mình. Có lẽ chúng ta cũng giống như các tông đồ, nếu được hỏi Chúa Giêsu là ai, chúng ta dĩ nhiên cũng sẽ trả lời: "Ngài chính là con Thiên Chúa đấng hằng sống, đấng cứu độ chúng ta." Song trong thực tế, thái độ sống của chúng ta đôi khi nó còn tương phản với những lời tuyên xưng ấy. Đôi khi chúng ta chưa trở thành những người Kitô hữu thật sự, nghĩa là chúng ta chưa tin tưởng và sống theo lời mời gọi của Ngài. Thái độ của chúng ta cũng giống như những người Do Thái trong tin mừng ngày hôm nay. Người ta xem Ngài như một tiên tri, kẻ thì nhận biết Ngài như một đấng Kitô. Đa số thì dựa vào hiểu biết về Kinh Thánh để lý giải về bản thân của Chúa Giêsu. Song sự hiểu biết mà Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu biết về Ngài thì không phải là những điều đó. Ngài không muốn chúng ta hiểu biết về Ngài qua những lý thuyết, hoặc là chỉ biết về Ngài qua việc chúng ta tuyên xưng ở trên môi miệng chúng ta lên: "Thầy, Thầy là Thiên Chúa." Ngài không muốn chúng ta hiểu biết về Ngài như vậy, nhưng Ngài muốn chúng ta hiểu biết về Ngài bằng cách là hãy vác thập giá mình mỗi ngày để đi theo Ngài. Bởi chúng ta nghe nói trong tin mừng, sau khi Thánh Phêrô Ngài tuyên xưng Ngài là con Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu đã loan báo ngay về cuộc tử nạn của Ngài và Ngài đề ra một mệnh lệnh: "Ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo." Khi nghe nói những thập giá thì chúng ta chỉ nghĩ đến những bệnh tật, những điều trái ý ở trong đời sống của mình. Dĩ nhiên những điều ấy nó sẽ sinh ích lợi cho chúng ta nếu như chúng ta cũng biết chấp nhận nó và kết hiệp với sự thương khó của Chúa Giêsu. Tuy nhiên cái thập giá mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta ở đây đó là từ bỏ mình.
mà từ bỏ mình thì nó vô cùng khó khăn. Nếu như chúng ta không ý thức và quyết tâm từ bỏ mình là từ bỏ đi cái ý riêng của mình, từ bỏ đi những cái đam mê, những tội lỗi, những thói quen nó không phù hợp với đức tin và những điều tin mừng mời gọi chúng ta. Từ bỏ mình đó là hãy buông mình và lắng nghe, thực hành những gì Chúa muốn bằng những hy sinh của trong đời sống của mình. Cái đó mới thực sự là vác thập giá để đi theo Chúa. Vậy nói tóm lại, hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nhận biết về Chúa của mình bằng chính một đời sống từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày để đi theo Chúa. Nhờ đó mỗi một ngày chúng ta phản ánh được cái hình ảnh của Thiên Chúa nơi khuôn mặt đời sống của mọi người chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta hiểu được như thế để mỗi ngày chúng ta cố gắng kết hợp với Ngài trong việc từ bỏ mình và thật giá, để mỗi ngày chúng ta gần gũi với Chúa của mình hơn. Amen.